Một vụ cháy xảy ra vào chiều qua và kéo dài đến tối trên núi Cô Tiên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Vâng, và đến 21 giờ thì toàn bộ 25 người cắm trại đã được lực lượng chức năng đưa xuống núi an toàn. Suốt đêm qua thì các lực lượng chức năng tiếp tục bám sát khu vực xảy ra cháy, khống chế không cho đám cháy lan xuống khu dân cư, đồng thời tiếp tục rà soát để đưa người cắm trại trên núi xuống. Diện tích cháy và nguyên nhân của đám cháy này hiện vẫn chưa được xác định. Gió Đông Bắc vẫn đang hoạt động mạnh, ảnh hưởng đến các hoạt động tàu thuyền. Cảnh báo vùng gió mạnh nhất là vùng biển phía Bắc Biển Đông, trong đó có huyện đảo Hoàng Sa, nơi gần khối khí lạnh, gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng cao từ 2 đến 4 mét. Vùng biển ven bờ từ Ninh Thuận xuống Cà Mau, ra ngoài khơi giữa Biển Đông và phía Tây của Nam Biển Đông, gió cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Chính quyền tỉnh Ishikawa, Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ sập nhà và lở đất tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất xảy ra vào ngày 1 tháng 1 vừa qua khi mưa lớn kéo dài. Theo đài quan sát khí tượng khu vực Kanazawa, độ vững chắc của kết cấu đất trên bán đảo Noto có thể bị ảnh hưởng do tác động tích lũy của các trận động đất trước đó và tuyết tan. Hiện có khoảng 3.500 người vẫn mắc kẹt do đường xá bị chia cắt và sạt lở do động đất, và hơn 30.000 người đang phải sơ tán. Tính đến ngày hôm qua thì số người thiệt mạng liên quan đến thảm họa động đất tại tỉnh Ishikawa đã lên tới 206 người, trong khi vẫn còn 68 người mất tích.